Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Giám ma Enbis Movistar Subi 2008 lộ diện, hứa hẹn sẽ Việt Nam. Hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu cái phiên bản giám ma Enbis Movistar Subi, phong cách của mẫu xe đua TZR E1. Giám ma Indonesia Moto đã giới thiệu một cái mẫu xe Targa Eros 155, hay còn gọi có tên khác là giám ma Enbis mới nhất. Không có một thông báo chính thức từ nhãn sức, chúng ta chỉ có thể biết đến thông tin này qua một số hình ảnh trên phương tiện là mạng xã hội và cập nhật thông tin trên trang web chính thức của Yamaha Indonesia. Hãng xe Nhật Bản đã giới thiệu các phiên bản Yamaha Enbis Movistar CB theo phong cách mẫu xe đua IZR E1 hiện đang đi thi đấu cho đua Yamaha Movistar tại giải đua MotoGP, và phiên bản Enbis Movistar CB 2008 tiếp tục có cái màu xanh là CB đặc trưng của nhà Yamaha và tem dán trang trí. Tuy nhiên, cái điểm khác biệt là logo M có cái màu trắng khác biệt thay vì màu vàng đặc trưng. Cùng với đó, logo Yamaha ở hai bên cánh yếm là Enros Movistar sẽ có cái màu vàng thay vì màu bạc như thường thấy. Các công suất kỹ thuật vẫn được giữ nguyên như phiên bản trước đó. Xe vẫn dùng động cơ công nghệ Duro 155cc với công nghệ điều khiển là van biến thiên VVA Standard SOC làm mát bằng chất lỏng, cho ra công suất 14,8 lực cùng mô men sắc đại 14,4 m. Ngoài ra, sẽ còn ứng dụng hệ thống treo ống lồng, đồng hồ tốc độ khi lực số, đèn pha, đèn đua nhân đét. Mức giá cũng được đề nghị dừng ở mức là 24,5 triệu rupia, tương ứng là 39.500.000 đồng Việt Nam, rẻ hơn một chút so với phiên bản tiêu chuẩn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này, lần tiếp nhớ like, share, subscribe.